Còn đối với những cái gì mà cần cập nhật á, thì thầy sẽ giúp chúng ta nhớ. Bài hôm nay liên quan tới sỏi, một cái cấu trúc có thể ở nhiều nơi trong cơ thể chúng ta. Do vậy khi mà các bạn nghe cái bệnh lý về sỏi thì các bạn sẽ nhớ liền là khi mình gọi tên đó thì mình gọi tên theo vị trí, theo giải phẫu. Sỏi ở đây, nếu mà sỏi nói chung á, thì ngoài ở hệ tiết niệu ra thì sỏi có thể ở đâu nữa nhỉ? Sỏi ở túi mật mình gọi là sỏi túi mật. Rồi sỏi ở ống mật chủ mình gọi là sỏi ống mật chủ. Đó, đó là những cái mà cái tên mà liên quan đến sỏi. Và nhắc tới tới sỏi á thì chúng ta sẽ đặt một câu hỏi, thì thông thường cái bản chất sỏi ở người Việt Nam nó là sỏi gì? Rồi khi mà sử dụng một số vitamin thì có những cái vitamin nào mà nó ảnh hưởng tới cái việc mà hình thành sỏi, để làm gì? Thì khi mà các bạn cho bệnh nhân sử dụng vitamin thì mình để ý một tí. Thì thực ra nếu mà sử dụng trong cái liều mà cho phép theo mà cái chương trình học của các bạn á, theo liều dùng á, thì cái việc mà tạo sỏi thì rất là khó. Nếu mà muốn có cái sỏi này thì phải làm sao cho cái chất ở trong cái dịch đó nó sẽ di chuyển chậm. Di chuyển chậm. Và ở đây đối với cái bệnh lý sỏi đường tiết niệu á, để cái dịch nó ít thì cái người bệnh nhân đó phải có một cái thói quen nó khác bình thường một tí. Ví dụ như bình thường là chúng ta uống nước một ngày, ví dụ một số bạn uống khoảng 1,5 lít hay 2 lít. Nhưng mà những bệnh nhân này sẽ uống với lượng nước ít. Và khi mà uống một lượng nước ít như vậy, rồi trong quá trình mà lọc, quá trình mà trao đổi chất vẫn bình thường hoặc vượt mức bình thường, ví dụ liên quan tới cái nghề nghiệp, liên quan tiếp xúc với môi trường nóng chẳng hạn, thì nó sẽ ảnh hưởng cái lượng nước tiểu lưu hành ở trong hệ thống nước tiểu, và nó làm cho cái sỏi này nó hình thành. Và khi mà cái sỏi hình thành này, các bạn thử đặt câu hỏi xem những cái biểu hiện nào có thể xảy ra. Mình thử suy nghĩ xem trước khi mình đọc sách. Có thể các bạn chưa đọc, không sao cả. Nhưng mà mình cùng suy nghĩ xem, nếu mà sỏi ở hệ tiết niệu, thì thông thường nếu mà ở hệ tiết niệu thì phần lớn mình sẽ quan tâm tới niệu quản. Vậy thì nếu mà nó ở vị trí đó thì chuyện gì xảy ra? Nó có đau hay không là cái thứ nhất. Cái thứ hai là khi mà đi tiểu, cái cảm giác như thế nào? Chắc chắn không giống như cảm giác bình thường của chúng ta đi. Chúng ta đi rất là nhanh, rất là thoải mái. Nhưng những cái bệnh nhân mà có sỏi của hệ tiết niệu này có thể đi chậm hơn. Ngoài ra khi mà đi á, thì người ta hay mô tả cái từ là đi tiểu kiểu như là lắt nhắt á, hoặc nó có thể dẫn tới tình trạng đi tiểu buốt. Mà nếu mà gặp những tình huống đó, các bạn có thể nghĩ tới cái trường hợp là bị viêm nhiễm đường tiết niệu. Đó là một số lưu ý liên quan tới cái phần sỏi ha. Và đối với cái bệnh lý này, với những triệu chứng như thế, thì cận lâm sàng thì thường mình sẽ sử dụng những cái cận lâm sàng loại nào? Có thể là chúng ta sẽ sử dụng, ví dụ như là tổng phân tích nước tiểu. Đó là một cái cận lâm sàng khá là hay để mình coi nó có vấn đề gì về nước tiểu hay không. Cái thứ hai nữa là chúng ta sẽ sử dụng những cái cận lâm sàng liên quan tới hình ảnh học. Liên quan tới hình ảnh học, các bạn biết tại sao mà cần những cái cận lâm sàng liên quan tới hình ảnh học? Thì chút xíu chúng ta sẽ tìm hiểu, rất đơn giản thôi. Do vậy thì đối với những cận lâm sàng về hình ảnh học liên quan tới bệnh lý này, thường là thầy hỏi các bạn là mình dùng với mục đích gì. Ví dụ như một số bạn nói là em dùng để em coi số lượng sỏi, chính xác. Em dùng để coi kích thước, không sai. Rồi em dùng để coi nó vị trí ở đâu, tuyệt vời luôn. Đó là những cái mà chúng ta chỉ cần là suy luận một chút xíu là ra. Còn cái việc hỏi là mình chụp UIV là gì, không cần quan tâm. Đó là các bạn, mình là bên dược mà, mình chỉ cần quan tâm những cái gì mà mình có thể phát triển sâu hơn. Và thầy sẽ hướng dẫn các bạn đi theo cái hướng đó. Nên chúng ta chỉ cần nghe, hiểu, tóm tắt là cái việc mà kiểm tra và thi điểm thấp mới khó. Còn kiểm tra và thi điểm mà như mà mong muốn chúng ta là chuyện là trong tầm tay ha. Quan trọng các bạn buông hay bỏ thôi. Cố gắng là buông, nắm hay bỏ. Buông hay bỏ cũng chết. Dù như thế đúng không? Làm sao phải nắm thật chắc ha. Đó. Làm sao lấy cái mục tiêu là hệ số 1 mình thẳng tiến, mình chỉ có hơn, không có kém. Đây,
Đây là một cái slide là màu mè nhất mà thầy đã chuẩn bị trong tất cả các bài để làm gì? Để thu hút cái sự quan tâm của chúng ta ở cái mỗi bài. Và khi mà các bạn nắm ở phần này, các bạn an tâm là điểm là ổn. Nếu chúng ta bắt đầu từ cái slide này, vì đây là những cái phần mà thầy hỏi chính luôn á. Còn những cái phần mà ví dụ như là hỏi để các bạn lấy điểm tối đa thì nó chỉ là phần nhỏ thôi. Lúc nào cũng vậy, khi mà hỏi bài các bạn đều mong muốn chúng ta là đạt cái mức mà tốt nhất có thể. Ví dụ như 8, 9, 8, 9, làm sao là cho cái khoảng đó ha. Và bạn nào điểm cao hơn thì cố gắng đọc hết sách là điểm cao rồi. Mình làm được mà, làm được. Rồi, ở đây các bạn để ý cái định nghĩa này về sỏi tiết niệu. Lúc nãy á, thầy có chia sẻ với các bạn đó là sỏi tiết niệu là một phần thôi, mình còn sỏi ở các vị trí khác. Do vậy khi mà nói tới sỏi tiết niệu có nghĩa là các bạn đang gọi tên một cái bệnh nào đó theo vị trí giải phẫu hay là theo giải phẫu. Do vậy thì có thể hỏi các bạn một câu khá là đơn giản thôi, bệnh lý sỏi tiết niệu là cái bệnh lý được gọi tên theo nguyên tắc nào, thì các bạn sẽ trả lời dựa vào cái đáp án mà mình thấy trên tờ giấy á, thì các bạn sẽ thấy là theo vị trí giải phẫu, tức là ở hệ tiết niệu. Đó là một cái dạng mà chúng ta nên quan tâm. Thứ hai là cái sỏi tiết niệu này, tức là sỏi ở tiết niệu, sỏi ở hệ tiết niệu, hay nói cách khác là sỏi ở niệu quản này, hay là sỏi ở thận, sỏi ở bàng quang. Nhưng mà đa phần thì các bạn sẽ quan tâm đến sỏi ở niệu quản nhiều hơn. Và như bài như hôm trước đã có chia sẻ với lớp á, là khi mà nói tới niệu quản thì ngay lập tức các bạn nhớ về giải phẫu, một cấu trúc dạng ống dẫn nước tiểu từ thận xuống tới bàng quang. Mình có hai cái và có ba chỗ hẹp tự nhiên, có ba chỗ hẹp tự nhiên. Đó là cái cách mà mình nhớ bài luôn. Và những cái vị trí mà sỏi có thể gây khó chịu là thông thường ở ba vị trí đó. Do vậy các bạn có thể nghe một số cái triệu chứng mà các bác sĩ hay nói, mà khi mà chúng ta đi thực tập bệnh viện chúng ta hay nghe, nếu mà lướt qua bên khoa nội thận á, ví dụ như là điểm đau niệu quản này, rồi cơn đau quặn thận v.v. Đó cái tên thôi nha, cái tên. Rồi đây là một số cái nguyên nhân. Thì thông thường á là sỏi ở người Việt Nam là sỏi canxi là nhiều, mình hay gọi là sỏi canxi á, tức là trong nó có cái ion canxi 2 cộng, có thể là canxi oxalat hay là canxi phốt phát. Thì thông thường ở người Việt Nam này canxi oxalat rất là nhiều. Đó là lý do tại sao mà các bạn sẽ thấy khi mà khám bệnh về những trường hợp này nè, người ta hay dựa vào cận lâm sàng nhiều hơn lâm sàng, vì ở cận lâm sàng người ta có thể là đưa ra những cái quyết định rất là hợp lý luôn. Đương nhiên là cũng phải phụ thuộc vào cái lâm sàng dẫn lối để có những cận lâm sàng phù hợp. Và ở đây các bạn thấy ha, có thể là dẫn đến tình huống là tăng cái canxi niệu, thì bình thường thì cái canxi 2 cộng này nó thường nằm ở, một là máu, hai là xương, thường là hai cái vị trí đó. Và ở hai cái vị trí đó thì thường sẽ liên quan tới hormone gì nhỉ? Calcitonin và PTH ha, liên quan tới hai loại hormone đó. Đó là bình thường nha. Nhưng mà ở đây có một cái vấn đề gì đó mà cái lượng canxi nó tăng quá nhiều. Và có thể là do uống nhiều vitamin C. Đương nhiên là nhiều quá mức cần thiết thôi. Chứ vitamin C mình cũng không nhiều lắm. Mặc dù cái bản chất nói về vitamin C thì chắc chắn các bạn biết rất là rõ, đây là cái loại vitamin mà thường giúp nó nâng cao cái sức đề kháng của chúng ta. Và lâu lâu hay có, đây mình cũng hay sử dụng vitamin C này, có thể là dạng mà thông dụng nhất hiện nay dù dạng sủi chẳng hạn. Còn canxi phốt phát là do cường tuyến cận giáp. Và ở cái mấu chốt cái chỗ này, ví dụ như có thể hỏi các bạn là nguyên nhân, một trong những nguyên nhân mà gây ra sỏi đường tiết niệu đó là cái do cái canxi phốt phát. Vậy thì cái nguyên nhân chính, cái canxi phốt phát nó xuất hiện nhiều á, là do rối loạn hay thay đổi cái tuyến nội tiết nào sau đây? Thì trong đáp án nó có thể có bốn đáp án mà các bạn chọn là cường giáp, hoặc là cường tuyến cận giáp, và đây là cường cận giáp. Cái cận giáp này nhắc lại cho các bạn nha, là cái cận giáp này là bốn cái chấm nhỏ nhỏ
bốn cái tuyến cận giáp á, nó nằm chia đều ra ở hai bên thùy trái và thùy phải của tuyến giáp ra vùng này nữa. Và cái eo của tuyến giáp á, nó ngang ngang với sụn khí quản số 1, số 2 á, các bạn nhớ lại nó ở vùng cổ á, nha, đó là một số lưu ý. Rồi còn có loại bản chất sỏi thứ ba là sỏi urat. Sỏi urat thì thông thường á, khi mà mình nghi sỏi urat á, thì thường là bệnh nhân phải có thói quen gì nhỉ? Thường là bệnh nhân nam nhiều hơn nữ, đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là gì nhỉ? Hay nhậu. Hay nhậu. Vì cái đồ nhậu ở trên bàn tiệc á, hay bàn nhậu á, là có thể là có rất nhiều đạm. Có rất nhiều đạm luôn. Do vậy những người mà hay nhậu có thể có rất nhiều cái bệnh lý có thể gặp. Ví dụ như là gút này, hay là rối loạn về axit uric máu ha, hoặc là sỏi. Và thông thường á, cái sỏi urat này hiếm gặp. Nếu mà ta bị, người ta bị gút trước, người ta bị gút trước ha, đó là lưu ý. Gút là G ghi sao nhỉ? O U T T E dấu sắc ha. Gút mà từ cái này là cái từ mà hay nhầm. Còn nếu mà các bạn nhầm ghét qua nó thống phòng cho nó lẹ sao? Ha, thống phòng. Rồi như vậy thì đối với một cái bệnh nhân như thế này thì các bạn chú ý hỏi nha, hỏi có thể hỏi một cách nhẹ nhàng nhất để loại trừ cái thói quen mà ăn nhậu. Mình có thể hỏi rất là nhanh luôn. Rồi thứ hai là mình có thể làm một cái là sinh hóa liên quan tới ion đồ, rồi tổng phân tích nước tiểu. Còn cường cận giáp thì nghi ngờ, mình có thể mình xét nghiệm cái nồng độ của PTH, nồng độ của hormone PTH thì làm được. Mấy cái đó thì xét nghiệm làm được. Giá thì rất là rẻ. Đây là điều kiện thuận lợi. Trong những cái điều kiện thuận lợi á, thì thứ nhất là liên quan, các bạn chia ra từng nhóm nhé. Thứ nhất liên quan đến thói quen. Vì sao vậy? Vì cái thói quen đó các bạn có thể tư vấn người ta để người ta khắc phục được nha. Thói quen đó là uống ít nước. Uống ít nước. Và đây là một trong những cái điều kiện thuận lợi mà có thể thay đổi được này nha. Uống ít nước. Rồi còn cái nữa là liên quan đến những yếu tố, những điều kiện mà không thể thay đổi được, đó là yếu tố di truyền. Cái này thì ít nhưng mà cũng có thể gặp. Rồi cái thứ ba, cái nhóm thứ ba là sự thay đổi trong cơ thể. Sự thay đổi trong cơ thể bệnh nhân. Và sự thay đổi trong cơ thể bệnh nhân liên quan đến giải phẫu, đó là dị dạng, dị dạng đường niệu, đặc biệt là niệu quản. Và sự thay đổi về sinh lý nha, sự thay đổi về sinh lý dẫn tới sinh lý bệnh nhá, đó là gì nhỉ? Nhiễm khuẩn đường tiết niệu, nhiễm khuẩn đường tiết niệu và giảm lưu lượng nước tiểu. Do vậy ở những trường hợp mà điều kiện thuận lợi gây ra bệnh sỏi đường tiết niệu, các bạn nhớ bốn ý giùm cho thầy. Một là thói quen, hai là về di truyền, ba là sự thay đổi về giải phẫu, và bốn là sự thay đổi về sinh lý. Không bao giờ mình quên được. Hỏi gì bệnh ta, ví dụ như thế nha. Có thể hỏi các bạn là trong cái điều kiện thuận lợi gây ra bệnh sỏi đường tiết niệu á, cái điều kiện nào mà có thể thay đổi được, điều kiện nào không thể thay đổi được, điều kiện nào là thói quen, và điều kiện nào đó là sự thay đổi về giải phẫu, điều kiện nào liên quan đến thay đổi về sinh lý, về chức năng. Đó là cái mà có thể hỏi chúng ta. Đó chỉ có 5 cái gạch đầu dòng mà các bạn tóm lại thành 4 ý thôi. 4 ý, bớt mất 1 ý đi. Và cái thời tiết mà lạnh lạnh như thế này này, nó theo các bạn nó có tốt hay là nó không tốt cho cái hệ niệu của chúng ta? Cái thời tiết lạnh lạnh như vậy này, nó có tốt cho hệ niệu không? Theo các bạn có tốt cho hệ niệu không? Có hay không thôi, không cần giải thích mà. Tốt hay không? Sẽ không. Một số bạn trả lời sẽ không, vì các bạn sẽ suy luận như thế này. Nếu mà lạnh như thế này đó, uống nước nó sẽ ít lại. Tại vì các bạn để ý mình uống nước ấm nó ít hơn uống nước lạnh, nước mát. Cái nước mà bình thường mình uống á, ví dụ chai nước này nè, buổi trưa mà đưa chai nước này, chỉ trong vòng khoảng chừng một tiếng đồng hồ là nó bay hơi hết, theo nghĩa đen và nghĩa bóng. Nhưng các bạn cứ để ý xem trong tối hôm nay, nó thứ nhất có nó được khui hay không, và thứ hai nếu mà được khui nó hết bao nhiêu. Vì sao vậy? Vì trong phòng mình nó mát quá, thầy uống cũng ít lạnh mà,
Đó, đó là cái mà nó sự khác biệt. Nên bạn nào ở xứ lạnh nhé, hãy để ý những loại thuốc liên quan đến hệ niệu. Bệnh nhân sẽ tới mình nhiều lắm, rất nhiều luôn. Đặc biệt là những bạn nào mà ở vùng cao cao một chút xíu á, chỗ vùng Gia Lai, Kon Tum, Đắk Lắk, Lâm Đồng, chỗ đó, hoặc là ngoài Bắc. Rồi về mặt lâm sàng thì lưu ý ha, để cho các bạn không có bị bối rối hoặc là gặp cái khó khăn trong vấn đề mà nhớ, thì thầy nói luôn là phần lâm sàng này, nhắc đi nhắc lại nhiều rồi, là thầy sẽ hỏi rất nhiều về triệu chứng cơ năng. Nếu mà các bạn gặp thấy những cái câu mà liên quan cơ năng là của thầy đấy, thầy tập trung tối đa về cơ năng, vì thầy biết cái đó nó có lợi cho dược sĩ nhiều hơn. Vì triệu chứng thực thể các bạn chỉ cần nhớ thôi, chỉ cần nhớ thôi, không cần lý luận nhiều, thuộc là được rồi. Còn cơ năng các bạn lý luận một chút xíu thì các bạn sẽ lấy được tất cả những cái câu hỏi liên quan tới. Rồi ở đây ha, về tiền sử á, tiền sử các bạn chú ý chút xíu, coi chừng bị nhầm lẫn. Vì bạn nào mà mê những cái môn mà không liên quan tới y khoa thì bị nhầm lẫn lắm. Tiền sử bệnh tức là những cái bệnh cũ á, bệnh cũ hay là lịch sử bệnh nghe hay hơn. Tiền sử tức là những bệnh mình cũ có thể gặp ở bệnh nhân này, thì các bạn có thể dựa vào cái điều kiện thuận lợi á, mình có thể hỏi thế này nè. Thứ nhất là có vấn đề gì các về rối loạn về chuyển hóa hay không, mình hỏi nhằm mục đích gì, để loại trừ cái vụ mà rối loạn về axit uric, nó là rối loạn về chuyển hóa. Hoặc là nếu mà bệnh nhân mà người bình thường thì các bạn có thể hỏi người ta ăn, ví dụ ăn nhiều thịt hay không, ăn nhiều, tại vì nói là ăn chất đạm ta không biết đâu, mình hỏi sao nhẹ nhàng nhất có thể. Rồi tiếp theo là mình hỏi là có khi nào mình đi khám bệnh với cái bệnh lý là có một cái cảm giác hay là một cái biểu hiện là đi tiểu nó đau, nó rát, nó khó chịu hay không. Còn nếu ta không nhớ thì chịu thôi, mình phải hỏi người thân ha, mình hỏi người thân. Còn nếu người thân không biết thì mình phải sống với hiện tại ha, chúng ta là của ngày của hiện tại mà, đúng không? Đó là lưu ý. Rồi tiếp theo các bạn chú ý, ví dụ như là thầy hỏi là tại sao mà trong cái sỏi đường tiết niệu á lại có cái biểu hiện là tiểu buốt, thì trong đáp án các bạn để ý những cái vấn đề liên quan đến viêm nhiễm. Tại sao mà có tiểu lắt nhắt thì các bạn để ý đến cái gì nhỉ? Hẹp, hẹp mà hẹp liên quan bên trong nha, hẹp bên trong á liên quan đến sỏi sau. Rồi còn những cái này, cơn đau quặn thọng này hay là điểm đau niệu quản, nhớ thôi, mình không có khám được đâu nha. Còn bạn nào muốn biết điểm đau niệu quản thì thầy sẽ gửi cho các bạn cái hình ảnh liên quan điểm đau niệu quản. Còn cơn đau quặn thọng cũng vậy, nhưng mà chúng ta nhớ tên thôi ha, nhớ tên thôi, vì cái này liên quan tới triệu chứng thực thể rồi, là triệu chứng thực thể. Rồi về cận lâm sàng, cận lâm sàng chắc chắn sẽ hỏi, vì cái này là một cái mà các bạn có thể giúp ích các bạn rất nhiều khi các bạn ra trường mà ở nhà thuốc á, vì bệnh nhân có thể đưa chúng ta bất kỳ một cái hồ sơ nào đó, mình phải tư vấn cho người ta đi đến đúng nơi đúng chỗ nha. Thứ nhất là liên quan tới niệu thận, thận niệu á, thì đầu tiên cận lâm sàng phải có tổng phân tích nước tiểu 10 thông số ha, 10 thông số. Và thông thường á, các bạn an tâm, nó có thông số bình thường bên cạnh, các bạn chiếu qua là được rồi, không cần nhớ, mắc gì nhớ, cứ chiếu qua. Bất thường các bạn cứ ghi bất thường giùm thầy, không cần dựa vào lâm sàng luôn, vì bạn các bạn là dược mà, dựa vào cận lâm sàng thấy bất thường, kết luận bất thường cũng không sao cả, mình có thể chấp nhận được nhá. Rồi các bác sĩ sẽ phân tích sau. Rồi cái thứ hai là về X quang, thầy sẽ hỏi các bạn ví dụ như thế này này, là ở sỏi niệu quản á, X quang có vai trò gì? Thì các bạn có thể trả lời là X quang có thể có vai trò là xác định vị trí sỏi, định vị vị trí sỏi, hay là xác định, dẫn nghe hay đi, định vị nghe ghê quá, nó sang quá, xác định vị trí sỏi. Rồi siêu âm thì có vai trò gì? Siêu âm thứ nhất là coi có bao nhiêu cái, bao nhiêu hòn, bao nhiêu hòn, kích thước, vị trí ha, tức là số lượng này, kích thước và vị trí. Hoặc là có thể hỏi các bạn là trong các cận lâm sàng sau đây, cận lâm sàng nào xác định được vị trí, kích thước, số lượng sỏi trong bệnh sỏi niệu quản hay là sỏi tiết niệu, thì ABCD chúng ta ghi siêu âm, sao siêu âm. Mặc dù chúng ta có thể là không có làm được siêu âm, không sao cả, không đọc được siêu âm không sao luôn, nhưng mà có sao là mình muốn được rồi nha. Đó là lưu ý, đó là những vấn đề mà liên quan tới cận lâm sàng nhé.
Nếu các bạn quên thuật ngữ bên cộng phân tích nước tiểu cũng không sao, nhưng đừng quên X quang, đừng quên siêu âm. Siêu âm rất là hay, xác định vị trí, rồi xác định số lượng, rồi xác định kích thước, Và khi mà xác định được vị trí, số lượng và kích thích và kích thước á, thì lúc đó thì có thể là mình đưa ra một cái biện pháp. Bên các anh chị bên nội thận á thì sẽ đưa ra một á, là tán sỏi, chia sẻ các bạn ha, tán sỏi mà quả da không phải xâm lấn, rất là hay luôn. Và khi mà tán sỏi như thế này xong, người ta theo dõi nước tiểu 24 giờ để coi là sỏi đã ra hết hay không, sau đó có thể người ta siêu âm trở lại để xác định coi còn cái sỏi ở vị trí đó hay không. Và thông thường hiện nay đối với sỏi hệ niệu á, thì cái biện pháp mà người ta hay dùng nhất là tán sỏi qua da, ít khi mà mổ nội soi, cũng ít khi mà bỏ đây bỏ lâu rồi, nhưng mà mổ nội soi cũng hiếm khi lắm, trừ những trường hợp đặc biệt mà thôi, những vị trí đặc biệt của niệu quản, ví dụ cái chỗ mà vị trí hẹp số 2 á, cái vị trí mà niệu quản nó đè lên động mạch chậu á, cái chỗ đó phải quyết định thật kỹ trước khi tán sỏi hay là mổ, vì cái vị trí nó quá gần với động mạch chậu đi. Đó là một số lưu ý liên quan đến nhóm này. Đó, về điều trị nó khá đơn giản, đó là tăng là uống nhiều nước vào, là tăng vận động. Tăng vận động thì các cái quá trình nó cũng có quá trình đào thải của cơ thể cũng tăng, rồi các cái quá trình mà nước tiểu dẫn từ thận xuống bàng quang nó cũng tốt hơn. Rồi ngoại khoa tức là phẫu thuật đấy ha, ngoại khoa tức là phẫu thuật đấy. Và trong cái ba cái nguyên tắc này á, hai cái nguyên tắc đầu tiên là dành cho các bạn nhiều cái tư vấn cho người ta, cố gắng mình nói thật là nhẹ nhàng và phân tích cho người ta hiểu, người ta sẽ hiểu thôi. Rồi, đây là một số ghi chú cụ thể một chút xíu ha, nhóm lợi tiểu, rồi nhóm giảm hấp thu canxi ở ruột, đặc biệt là cái nhóm lợi tiểu rất là nhiều luôn, nhưng mà để ghi một cái điển hình thôi để các bạn nhớ. Thì mình cũng không phân tích cái loại thuốc, mình chỉ phân tích là cái nhóm. Còn ngoại khoa thì phẫu thuật hoặc là tán sỏi. Nếu mà phẫu thuật thì cũng là nội soi thôi, còn là tán sỏi thì tán sỏi qua da, đó là những cái biện pháp khả dĩ nhất trong nhóm này. Rồi đó, tóm lại cái bài cuối cùng của cái chương về thận đó, thì các bạn chú ý đối với cái bài này nè, thì mình sẽ chú ý cái định nghĩa của nó, tại sao gọi là sỏi tiết niệu. Thứ hai là chúng ta sẽ tìm được các cái nguyên nhân. Thứ ba là điều kiện thuận lợi. Trong cái điều kiện thuận lợi các bạn chia làm 4 nhóm là được rồi. Rồi kế tiếp nữa là liên quan tới các cái nhóm mà triệu chứng về cơ năng, triệu chứng cơ năng, đặc biệt cái cảm giác mà người ta kể khi mà ta đi tiểu á, tiểu lắc nhắc, tiểu buốt, tiểu rát, mình hãy để ý một tí. Rồi về cận lâm sàng thì đừng quên X quang có nhiệm vụ gì và siêu âm có nhiệm vụ gì, hãy ghi cụ thể và hãy nhớ cái siêu âm. Rồi điều kiện cái trong điều trị á, là nguyên tắc điều trị để dựa vào cái biểu hiện, cái nguyên nhân, mình có thể có cái điều trị nó phù hợp. Ví dụ như là do uống ít nước á, nó có thể gây cái tình trạng sỏi, thì bây giờ tăng nước lên. Rồi cái nữa là tăng cái vận động. Còn ngoài ra nếu mà phẫu thuật thì phải liên quan tới bên ngoại khoa hoặc là bên nội thận hỗ trợ với nhau nha. Đó là một số lưu ý. Còn cái thuốc thiazid nó sẽ tác, nó là nhóm lợi tiểu, nó tác động như thế nào, thì đó là cái phần mà các bạn đã học ở môn chuyên ngành của chúng ta. Chúng ta nhớ áp dụng vô thì rất là tốt, mình áp dụng kiến thức của bên trường, bên y được thì tư vấn sẽ tốt hơn. Đó là một số lưu ý. Rồi như vậy chốt lại thì đối với cái chương về thận thì cái bài đầu tiên thầy ghép vô cái phần mà các triệu chứng á, ở cái buổi 1, rồi như vậy xong mình có cái bài đầu tiên. Rồi tiếp theo là suy thận cấp, suy thận mạn, viêm thận cấp, hội chứng thận hư, nhiễm trùng nhiễm khuẩn đường tiết niệu và sỏi, sỏi hệ tiết niệu. Xong cái phần về thận, cái phần mà chúng ta có thể áp dụng rất là nhanh. Đó là một số lưu ý. Và các bạn lưu ý nè, là trong quá trình mà kiểm tra và thi á, thì thầy sẽ rải đều, tức là chương nào cũng có, để các bạn nhớ, cho không nhớ chương này thì nhớ chương kia, tức là gặp câu nào cũng có thể đặt được. Còn cái việc mà các bạn có cái bí kíp nào đó thì không sao, cứ đọc, có bí kíp càng nhiều càng tốt, mình đọc mình sẽ xác định cái câu nào đúng ha. Nhưng
còn đọc sai làm sao cho nó đúng, là mình nhớ nhanh lắm. Từ một câu các bạn sẽ được 4 câu, 5 câu á, rất là hay luôn, cứ đọc thoải mái. Nhiều khi mình lên level chừng nào cũng hay luôn á, cứ đọc nhá, đừng có bỏ phí lắm, lỡ mua rồi đọc kỹ vào. Còn cái việc mà nó giống không thì thầy hứa luôn là không giống, nó chỉ giống cái kiến thức ở trong sách của các bạn thôi. Và cái nhóm mà nhóm siêng năng như hôm nay này thì thầy nghĩ là không có lý do gì mà các bạn làm không được, vì các bạn sẽ thấy những cái câu hỏi rất là ngắn, về cái câu dẫn rất là ngắn luôn, đáp án nó cũng ngắn, chọn cách rất là nhanh luôn đó. Không tin thì tới thi nó sẽ thấy mà. Ở cái bài kiểm tra hệ số 1 các bạn thấy cái câu dẫn ngắn đúng không, rất là ngắn luôn, và đáp án cũng chúng ta thế nào cũng quen luôn, và đánh rất là dễ luôn, các bạn đánh rất là nhanh mà, rất là nhanh luôn, nhanh hơn máy luôn mà. Rồi bây giờ chúng ta thư giãn một, nghỉ ngơi một chút xíu. 6 giờ đây là 7 giờ, từ 7 giờ 10 mình quay lại ha. 7 giờ 10 quay lại. Bạn nào mà chưa